Ơn duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có điều thứ ta lo thành bài. Thân tôi mang kiếm phu không được thành bằng bên nhau, nhưng đôi đua bấm meo vẫn nghe được dòi bấm tay. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi tôi cha, em phải đuổi đi hầu đúng như thế này ta thương. Dứt khoát ta phải tách xa, tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế.